Hi, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Nếm. Vẫn là mình Tùng Nếm đây và vẫn là ở Hồ Thác Bà. Xin lỗi mọi người bởi vì là thực ra thì mình cũng không muốn ở đây quá lâu đâu. Mình ở đây tới một tháng này rồi. Nhưng mà bây giờ mọi người bảo là mình đi chuyển đi đâu giờ? Do là dịch bệnh quá mà các bạn ạ. Thì cũng chỉ mong là ở đây và tận hưởng không khí cũng như là tránh dịch, chung tay với cả nước để phòng chống Covid. Thì mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Thì bây giờ thì hôm nay để đổi chủ đề đi một chút thì mình sẽ quay trở lại với cả đập số 9 các bạn ạ. Đây là cái chỗ mà mấy hôm trước mình có cắm trại đây này. Đây là cái chỗ mà mình hay cắm trại nhé. Còn kia là chỗ mình hay câu cá. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây để đi một vòng. Mình sẽ sang đảo bên kia. Đấy, cái đảo bên kia là có mấy con dê, đây con lợn đang được trang ở trên đó. Và mình sẽ đợi cái thời khắc hoàng hôn để khi mà những cái chiếc ghe đi đón dê về thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Xem của anh có được con nào. Vâng đúng rồi, em hay đậu ở đây để cắm trại ấy. Cái lưới của anh dài thế. Để từ nãy giờ anh đã thu được con nào chưa? Hai con. Toàn rô. Vâng, em câu ở đây cũng mấy hôm cũng toàn rô là rô thôi. Nhưng mà con rô của anh nó to không? To. Vâng. Đấy, mọi người thấy không? Không đánh người bé. Vâng. À, tức là đánh chọn lọc đúng không ạ? Mấy hôm ở đây toàn câu cá bé. Nhiều hôm chỉ được có hai con. Vâng. Đấy. Cái lưới của anh ấy cả 100 mét không mọi người ạ. Nhưng mà anh thả ban ngày. Thả kiểu thả xả xong đuổi đúng không ạ? Lùa cho nó chạy. Đây rồi, mọi người thấy cá chưa? Để mình vào mình quay tí. Sao đây mọi người trèo được cái bằng chân này, em chịu chết không trèo được bằng chân. Quen vâng. Về cái thuyền này nó cũng không lướt được những cái thuyền đấy nữa. Nó tù tù đầu quá đấy. Nó đầu nó hơi tù. Vâng. Vâng. Đấy. Đấy. Hơi à? Vâng, thuyền hơi ạ. Đây. Cho mọi người xem. Ơi. À đây, ôi rồ này mới gọi là rồ chứ. Mấy hôm ở đây toàn câu cái con rồ bé tí bằng hai đầu ngón tay. Đây này mọi người thấy không? Ngoài mấy con rồ phi ra thì mình đang thấy có một cái con rất là đặc biệt đây này, mà chỉ ở Hồ Thác Bà này. Nó rất là nổi tiếng ở Hồ Thác Bà, đó chính là con cá hoàng đế. Đẹp. Ô. Đây, ăn mà. Đấy. Hiếp to thế. Con này được tầm 3 lạng không ạ? Ừ, 3 lạng. Đấy, 3 lạng. Con này thì người ta bán giá cao không ạ? Cũng bình thường, giá ở đây bán chỉ 5-60 nghìn cân. 5-60 nghìn cân ạ? Đấy, mọi người thấy nè. Cá này ngày trước nó nhiều lắm mà bây giờ nó mất ấy, đúng không ạ? Có nó vàng ươm này. Sao mà bình thường hôm trước em câu được một cái con bé bé ấy, thì sao nó lại có 3 cái chấm nhỉ? Hay lớn lên nó mất không cái phải. Chấm? Nó bé khả năng cái loại khác. À thế ạ? Ừ. Nó giống này à? Vâng, như này nhưng mà nó có 3 chấm người chứ không phải là một chấm như ở đuôi như này. Con này nó có 2 cái chấm ở mình nữa. Thì khả năng con ấy nó... Đột biến ạ? Không phải đột biến, có khi con này đột biến. Tôi cũng để ý thôi. Vâng, đấy. Sáng nó được 2 con to. Ủa thế ạ? Ừ. Nhưng con này thì làm ăn cái món gì ạ? Chỉ có nấu rồi đun. À, ngon nhỉ? Đấy, rô phi này ở đây thì họ bán bao nhiêu ạ? Phi này bán lại 3 đồng. 30.000. Vâng, nhưng mà... Vâng. Nói chung là các bạn thấy trông nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cá ở hồ mà nó sạch. Chứ nó không phải như là cá nuôi. Thức ăn nó toàn ăn tự nhiên thôi. À, cái lúc mà câu lên em còn thấy nó đỏ đỏ là con rô phi là gì ạ? Rô à? Vâng, phi à? Vâng. Có loại đấy, loại đỏ. Đấy, cái bụng đỏ đỏ chót ấy. Người như con hổ ấy, vẹn hổ ấy. Ăn không ngon là toàn cá này, cá trắng. À thế ạ? Ăn nó cứng quá. Nhưng mà cái con này nó lại dễ chết này đấy ạ? Con này chỉ lên bờ một lúc là chết ạ? Không phải, hôm nay là nó để nước nóng, nước còn để nếu mà biết cho nó thêm nước rồi nó không chết còn lâu. À vâng, đấy.
mình cho ít nước mình mà đi về ngay thì mình chẳng cần. Vâng. Đi sớm thì cho nước vào. Vâng. Đây các bạn thấy không, khi mà cái chiếc thuyền của anh đấy bơi gần đến nơi quá thì đàn lợn nó xuống nó đón, nó xuống hẳn mặt nước kia, chắc là nó cũng đói đói rồi ấy. Mấy hôm trước cắm trại đây thì mình thấy là bà người tầm tối tối thì sẽ có người ra cho chúng nó ăn. Trên kia còn có cả một con y à, con dê trông kiểu trông như kiểu là đang in dở thì hết mực ấy, nửa đầu là màu vàng xong nửa dưới là màu trắng. Đấy cái lưới dài chưa, từ mãi bên kia sang đây 100 mét, 100 mét là có hết được cái cắt ngang hồ được không ạ? Không, nó tùy từng chỗ thôi. Vâng. Chỗ này là rộng hơn. Vâng. Sâu thì 5 mét, dài 100 mét. Ui. Thế con nào chạy kịp được? Nếu mà có hôm không được, có hôm được thì được nhiều lắm ạ. Nhưng mà có hôm thì chẳng được. Nó đi theo đàn đúng không ạ? Vâng. Thì trời cả nước. Vâng, đúng rồi. Con lợn này nó tưởng mình mang đồ ăn đến. Đây các bạn này, không biết để đây không, cụ cậu có lục đồ ăn hay không. Đây. Nào đi. Đi nào. Đi nào. Như kiểu chó khi về nhà chó mừng ấy. Đi nào đi. Thôi tao lôi như này tao hỏng thuyền của tao mất. Nào. Nào đi. Đi. Nào đi. Lợn này sạch lắm các bạn ạ. Bởi vì thả trên đảo rồi mà à, kỳ cuối chiều mới cho ăn rồi. Còn đâu chúng ta sẽ đi đào run, đào dế các kiểu. Cứ đi trước đi. Đấy, tranh nhau đồ ăn luôn. Rất là thú vị. Đấy, đấy các bạn thấy không? Về đúng vị trí nhá. Đây, đấy cái vị trí ăn uống này. Đấy. Nhưng mà tao không cho ăn thì chúng mày có đã đớp tao không? Nó đang ngửi mùi chân mình ấy. Đấy các bạn thấy thú vị không? Đâu, máng đâu, máng đâu. Đổ máng này. Ừ. Thôi. Trêu vậy thôi. Bây giờ thì à đây là cái chuồng của chúng nó đây nhá. Chuồng để che mưa đây. Sau khi mà không thấy mình cho đồ ăn thì chúng nó bắt đầu gào thét rồi các bạn ạ. Không biết nó có đớp mình hay không. Bây giờ cho mọi người xem nốt đàn dê. Đây, đàn dê bởi vì nó có một cái rất là hay ho, đó là có một con dê đang in thì hết mực. Đây nhá, mọi người nhìn thấy chưa? Con dê đực kìa. Đang in thì hết mực. Nửa đầu của nó thì màu vàng như là màu đất, nhưng mà đuôi thì nó lại trắng trắng tinh 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 kìa. Thú vị chưa? Chào chú. Cháu để kia, chú ở bên đập 8 à? Mấy nay cứ đi loanh quanh hết hồ Thác Bà. Không biết là hồ Thác Bà mình còn chỗ nào đẹp không ạ? Ôi giời, lên Đông Thủy Tiên. Đông Thủy Tiên đi lối nào gần ạ? Nó chỉ ra kênh 13 xong rồi đi tàu. Không, Đông Thủy Tiên nếu ra từ Mông Sơn ra gần nhất. À Mông Sơn xong rồi mình có chèo thuyền được không ạ? Chèo thuyền được. Mình à thế tức là mình ra Mông Sơn xong mình hỏi ra gần nhất. Vâng. Đấy cháu chưa đi Đông Thủy Tiên bao giờ kìa. Đấy ra Đông Thủy Tiên thì từ đấy nếu mà nước cạn này thì nó mẹ đi ra tít ngoài. Vâng. À tức là đi tít ra ngoài tức là nó bồi ấy ở. Bồi mà giờ nước họ dân nó ở ra gần. À thế ạ. Vâng, thế hôm nào cháu ra Đông Thủy Tiên cháu chơi. Đấy, thế là do xoáy ốc không cẩn thận này. Rơi luôn một cái mái chèo nó chìm mất rồi.
với chú quét nạn xuống mà không thấy gì bởi vì nước nó đục, xong lại còn không có nắng nữa. Dưới này sâu bao nhiêu mét hả chú? Hơn 6 mét. 6 mét, ui 6 mét thì khó lặn xuống đáy lắm mà chú nhỉ? Lặn tới. Lặn tới được á? Ừ. Ui, sao chú lặn sâu được thế ạ? Đây là một tình huống bất lợi với mình bởi vì là một cơn dông nó đang chuẩn bị kéo tới. Cả miền Bắc đang trải qua một cái đợt mưa rất là lớn. Mình không nghĩ là cơn dông này nó đến nhanh như vậy. Bây giờ với một cái mái chèo này mình không biết là mình vào bờ kiểu gì. Bờ còn rất xa các bạn ạ, rất rất xa. Có lẽ bây giờ mình sẽ phải cố gắng thôi bởi vì là nếu không thì khi mà dông nó tới đến ấy thì rất là nguy hiểm. Thuyền này khả năng là sẽ không chịu được bởi vì là nước nó sẽ bị vào trong ấy các bạn. Bây giờ thì mình phải chạy thôi. Cố lên, cố lên. Quá nhiều cá luôn. Quá nhiều. Trời. Gớm. Chỗ này phải chăm con hơn là như hôm trước rồi. Lại rất đều. Vâng, cá rất là đều. Cá rất là ngon luôn. Các bạn ạ. Ở ngày thứ hai đi. Đây. Đây các bạn thấy không? Cá rất là ngon nhá. Nhưng mà cái con cá rô đỏ đỏ kia nó không lớn được nữa đâu các bạn ạ. Nó chỉ tầm hơn một chút nữa thôi. Nó không phải con cá rô phi trắng, các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy. Mà cái hồ này thì quá nhiều cá này luôn. Người dân ở đây không thèm bắt luôn. Đấy. Úi xời. Đấy, ngâm đây. Hôm nay thì mình không câu, mà mình chỉ đi cùng thôi. Tranh thủ phơi cái lều ra bởi vì quá lâu rồi không đi cắm trại. Dự định là ngày mai mình sẽ làm một cái số cắm trại ở trong cái chỗ bên cạnh cái rừng bạch đàn kia các bạn ạ. Bởi vì cái chỗ đấy nó sẽ che được cả nắng buổi chiều và nắng buổi sáng, rất là thích hợp. Đấy, phơi chăn chiếu. Vừa nãy mình có bay ở trên cao, mình thấy cái hồ Thác Bà nó rất là ngoằn ngoèo luôn. Nếu mà ai mà không quen ấy, đi xuồng lần đầu có khả năng là sẽ bị lạc. Chạy thẳng con đường này thì sẽ sang được cái đập số 5. Đập số 5 cũng rất là gần thôi, vượt qua hai cái eo này là tới. Và mình thấy để ý là có rất nhiều cái hùm, người dân có chặn lưới đó vây bắt quanh năm luôn. Không khí yên bình quá. Các bạn thấy không? Quá rộng rãi luôn. Rất là đẹp. Các bạn hãy cố chia sẻ video này nhé, nhất là những người ở Yên Bái. Mình thấy là quê hương của các bạn có cái hồ này quá tuyệt vời luôn. Chắc chắn là sau này nếu mà có gì thì mình sẽ quay trở lại đây nhiều nhiều lần nữa để sinh tồn.